Xin chào các bạn nha. Hôm nay mình tiếp tục chia sẻ đến các bạn thêm một món nữa là da heo chiên giòn sốt với lại nước mắm tỏi ớt. Thì món này mình làm dùng để ăn chơi cho vui, hoặc là mình làm để dành lai rai vài ba ly bia cũng rất là hấp dẫn luôn các bạn. Thì bây giờ cách làm chi tiết như thế nào, mình xin mời các bạn theo dõi clip của mình nha. Đây là những cái thành phần nguyên liệu của mình gồm có nè. Mình đi chợ, mình mua 1,2 kg da heo. Mình lựa mua cái loại da mà nó dày để ăn cho nó giòn, nó ngon nha. Rồi phía bên trong thì mình đã nhờ người bán lóc bỏ phần mỡ đi như đó. Để lát nữa mình đem đi sơ chế và nấu nha. Mình có chuẩn bị thêm là muối nè, khoảng chừng một nửa chén nhỏ nhỏ, với lại hai cái chanh. Thêm nửa chén rượu trắng để lát nữa mình sơ chế nha. Thì cơ bản cho cái món da heo chiên giòn thành phần chính như đây. Bây giờ chi tiết thực hiện như thế nào, xin mời các bạn tiếp tục theo dõi clip của mình nha. Đầu tiên thì mình lấy da heo ra, cho ra cái thau nè, để mình đem đi sơ chế. Mình cho rượu nè, nửa chén nhỏ nhỏ cho hết vô. Thêm muối nè, nửa chén muối nhỏ nhỏ cho hết vô luôn. Tiếp đến chanh thì mình cắt lát khoảng chừng hơn một trái, vắt lấy nước cho vô để mình xoa bóp. Mình xoa bóp rửa trong cái hỗn hợp chanh, muối, rượu để cho cái da heo được sạch nha các bạn. Rồi cái mình lấy cái vỏ chanh đó, rồi dao nè, cạo đó, cạo đều từng cái miếng da một luôn cho nó được sạch. Cạo hết luôn nha các bạn. Sau đó rồi mình xả, mình rửa lại với nước sạch nè. Tiếp tục mình xả vô, mình rửa lại nước lần thứ hai nữa cho da heo nó được thơm và nó được sạch. Rồi cứ như vậy thì mình cũng đã rửa xong cái phần da heo rồi đó các bạn. Và để cho ráo ráo rồi khi mình đem ra mình luộc nha. Bây giờ mình cho nước cái nồi nước lên chừng 2,5 lít nước nè, đập dập 4 củ hành tím. Nêm vô đây là nửa muỗng canh muối. Mình tiếp tục cho vô đây là giấm nha các bạn, 2 muỗng canh giấm. 2 muỗng nè. Rồi mình cho da heo vô để mình luộc. Bây giờ mình sẽ canh thời gian luộc 20 phút cho da heo chín rồi mình lấy ra nha. Cái nồi da heo mình đã luộc được 20 phút rồi đó các bạn. Bây giờ mình vớt ra cho qua cái thau nước mình đã để sẵn nè. Mình sẽ lấy hết ra. Mình sẽ rửa luôn, vớt xong rồi kia mình rửa. Cho qua cái rổ để cho da nó hơi ráo ráo nước rồi chút nữa mình đem ra đi xăm nha. Bây giờ mình pha cái hỗn hợp muối nè, nửa muỗng canh với lại một cái chanh đó, mình vắt ra lấy nước hết luôn. Để mình pha hỗn hợp muối chanh để lát khi xăm xong rồi khi mình phết lên lớp da nha các bạn. Mình sẽ lấy hết cái phần da ra để mình xăm như thế này nè. Mình có thể dùng tăm, mình dùng nĩa như vậy cũng được, xăm đều lên luôn. Thì mình sẽ xăm kỹ luôn từng miếng da một luôn nha các bạn. Xăm như vậy á để khi mình chiên cho nó phồng lên cho nó ngon. Các bạn xem nè, xăm đều cứ lỗ như vậy là được nha. Rồi tiếp tục mình để đây lấy cái khác ra mình xăm nữa. Thì đối với cái phần da mình đã luộc chín rồi đó, cho nên mình xăm nó cũng dễ. Mình xăm vô nó ghim, nó dính nha, nó cũng dễ lắm các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ phết cái hỗn hợp muối chanh lên nha. Mình xăm đều hết luôn rồi, cái mình quét nhẹ một lớp mỏng như thế này nè, mình không còn nhiều lắm đâu các bạn. Mình dùng cái cây cọ như vậy để mình quét lên. Mỗi miếng thì mình quét một lượt, hai lượt như vậy là được. Nó thấm, nó bám một lớp mỏng ở bên ngoài như vậy là được. Để khi mình chiên cho được phồng đều. Rồi để đây nha. Thì cứ như vậy mình sẽ làm hết luôn. Rồi khi mình xăm xong rồi, khi mình để đây, chuẩn bị đem ra mình phơi nắng cho da nó héo nha. Mình sẽ phơi nắng để cho cái lớp da nó héo, nó khô lại rồi mình đem đi chiên cho được phồng giòn ngon nha các bạn. Thì cái phần da heo mình đã phơi nắng được 4 tiếng đồng hồ rồi đó các bạn. Mình phơi trên nắng lớn luôn nha. Đã khô héo cứng luôn rồi đó. Để mình lấy lên cho các bạn coi cái phần da heo nè. Nó khô mà nó khô đều hai bên mặt luôn nha. Như vậy là được rồi. Mình để đây, chuẩn bị mình đem đi cắt ra rồi kiếm mình đem đi chiên. Thì hồi nãy mình quên bỏ cái phần tỏi ra, thì mình có chuẩn bị thêm là một củ tỏi. Mình đã băm sẵn luôn như vậy nè, để lát nữa mình làm tỏi phi. Có thêm là ớt bột, thì cái lượng ớt bột để khi mình làm mình xóc cho nó được cay cay cho nó ngon, chừng khoảng một muỗng canh nha.
Bây giờ mình lấy da heo ra để mình cắt rồi cái mình đem đi chiên nha. Thì mình sẽ cắt với cái khổ là 2cm nhân 3cm nha các bạn. À, lúc này thì da heo mình cũng đã cắt xong rồi nè, với cái khổ là 2cm, 3cm nha, để chuẩn bị mình đem đi chiên nha các bạn. Bây giờ mình sẽ pha cái nước mắm để khi lát nữa mình xóc nha. 3 muỗng canh nước mắm đầy luôn. Tương ớt thì mình cho chừng 1 muỗng canh đầy vuông là được. Tiếp đến là đường trắng nè, mình cho vô đây là 2 muỗng canh nha, 2 muỗng. Bột ngọt 1 nửa muỗng cà phê, các bạn có thể bỏ qua nha. Ớt bột nè, 1 muỗng cà phê đầy. Vậy bây giờ mình sẽ đánh tan cái hỗn hợp này lên để lát khi mình chiên da heo xong rồi cái mình đem vô mình xóc nha. Phần nước sốt của mình pha như thế này nè, cũng rất là đơn giản luôn các bạn. Rồi mình để đây, chuẩn bị mình đem đi chiên da heo. Thì mình cũng đã chuẩn bị trước một cái chảo dầu với cái lượng dầu nhiều nhiều một chút. Đó, các bạn coi, dầu cũng đã sơ rồi đó. Bây giờ mình chuẩn bị cho cái phần tỏi vô để mình phi thơm. Tỏi băm lúc nãy các bạn, chừng một củ băm nhỏ. Rồi mình sẽ canh cái phần tỏi băm này thơm và có cái độ hơi vàng vàng nhẹ là mình tắt bếp vớt ra luôn nha. Bây giờ mình cho da heo vô mình chiên nè. Mình sẽ cho với cái lượng da heo nó vừa sắp sắp với lại cái lượng dầu là được nha. Khi mình đảo à, lúc này nó hơi phồng nổ như thế này. Mình sẽ canh lửa nhỏ nha. Tiếp tục mình đảo trở. Mình sẽ canh lửa nhỏ để cho nó đỡ bị văng dầu nha các bạn. Đó, mình đảo trở tới khoảng chừng 5-6 phút thì được như này nè. Da bắt đầu nó nổ hơi nhẹ nhẹ rồi đó. Mà tiếp tục mình đảo nữa nha các bạn. Mình đảo nữa cho nó nổ đều lên rồi cái mình tăng lửa lớn lên nha. Thì mình cũng đã đảo và quan sát thấy nè. Da bắt đầu nổ đều. Cái phần da các bạn tiếp xúc với dầu á, nó nổ đều lên là được nha. Rồi mình để đây chuẩn bị tăng lửa lớn lên. Đó. Sau đó tiếp tục mình đảo nữa nè. Mình tăng lửa lớn lên hết mức rồi cái mình đảo để cho nó được phồng, nó nổi lên cái mặt dầu nha. Đó, mình gỡ mấy cái này ra. Đó, các bạn coi, cái phần da heo bắt đầu nổ đều, đồng đều hết rồi đó. Cảm nhận như là được rồi đó. Mình chuẩn bị mình vớt ra nha. Nó nổi phồng như vậy là được nha các bạn. Mình cho ra rổ để ráo dầu nha. Cái da heo thì mình chỉ cần canh đảo sao cho mà nó nổi đều và nó nổi lên cái mặt dầu á. Đó, nó vàng đều như vậy là được. Để mình lấy cái da heo lên cho các bạn coi nè. Nó nổ đều đẹp giống như là bánh tráng luôn rồi các bạn. Nó nổ như vậy là mình để lâu nó vẫn giòn nha. Rồi bây giờ mình sẽ cho cái chén nước mắm lúc nãy mình pha cho vô từ từ khoảng chừng một nửa trước rồi cái mình canh lửa nhỏ tráng đều cái chảo như vậy nè. Để mình cho da heo vô mình xóc nha. Đó, cho hết cái phần da heo mình đã để cho nó nguội nguội rồi cái mình cho vô mình xóc. Thì mình sẽ xóc nhanh, canh lửa nhỏ khoảng chừng 1 đến 2 phút nha các bạn. Mình xóc 1 đến 2 phút nè, cho bám đều cái nước mắm. Rồi cho tỏi vô, lúc nãy mình phi á. Tiếp tục mình xóc khoảng chừng 1 đến 2 phút. Thì mình cứ làm như vậy nè. Đó, nó không có bị dai đâu nha các bạn. Da heo mình đã nổ đều đẹp là mình cứ xóc thoải mái và nó không có bị dai nha. Đó, lúc này thì cái nước sốt đã bám đều hết trên cái phần da heo đó là được rồi đó. Rồi mình cho ra dĩa và chuẩn bị dọn ra thưởng thức là được đó các bạn. Cái món da heo chiên giòn tẩm nước mắm tỏi ớt của mình đã xong rồi đó. Mình sẽ làm một ly bia cho nó hấp dẫn nha. Bây giờ xin mời các bạn dùng nha. Để mình lấy lên một miếng rồi mình ăn thử coi nó làm sao nha. Đó, xin mời các bạn. À, mình ăn á, mình cảm nhận cái da heo thấm cái nước sốt nè, có vị ngọt ngọt, mặn mặn, hơi the the của ớt nè, giòn tan luôn các bạn. Cắn vô mà ăn rất là vừa luôn các bạn. Đó, nếu có dịp thì các bạn hãy làm thử theo cách của mình xem sao nha. Để mình ăn nữa nha, xin mời các bạn nha. À, thì cái món da heo mình làm như vậy nè. Mình để dành, ăn không hết mình để trong cái hũ như vậy. Lâu lâu mình đem ra ăn cho dây dưa cũng rất là ngon luôn các bạn. Hoặc là mình dọn ra dĩa nhỏ nhỏ, lai rai ly bia cũng rất là tuyệt vời. Video clip của mình cũng đã kết thúc ở đây. Nếu các bạn coi thấy hay, vui thì hãy nhấn like
rồi nhấn đăng ký kênh và chia sẻ đến mọi người cùng coi cho vui nha các bạn. Bây giờ mình xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo của mình nha.